Logo vương miện là biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và sự thể hiện dẫn đầu trong những cuộc chơi mà ai trong chúng ta cũng muốn hướng đến. Bên mặt ngoài có một ngăn dây kéo để mình để những vật dụng nhỏ mà cần lấy nhanh, sử dụng nhanh thì thao tác nhanh sẽ nằm ở mặt ngoài này. Trên tay quay cầm, một bên sẽ được gắn logo theo yêu cầu của khách hàng, thì đây là logo. Và phần khóa vân tay này thao tác khóa vân tay rất là đơn giản. Khi kéo khóa lại, một đầu khóa sẽ cài vào cái lỗ trên ổ khóa vân tay. Khi mở khóa vân tay, mình chỉ việc chạm cái ngón tay mình đã cài vân tay vào thì cái đầu khóa sẽ được mở ra. Mình có thể cài nhiều ngón tay để mở khóa vân tay trên ổ khóa vân tay này. Và thường khi mình cài thì mình nên sử dụng ngón trỏ, ngón giữa hoặc là ngón áp út. Ngón cái thì tại vì to nên chúng ta hạn chế sử dụng ngón cái. Bên trong toàn bộ được kỳ lăng lót da switch mềm mại. Da switch này là da switch được các hãng thời trang da lớn nổi tiếng trên toàn cầu chọn để sử dụng làm mặt chính. Nhưng kỳ lăng chọn da switch nổi tiếng này, chất lượng này và cao cấp này để làm mặt trong. Và mặt ngoài toàn bộ là full da Betogo, được chọn tại nhà máy chuyên thuộc da nổi tiếng hàng đầu trên thế giới để hoàn thiện các túi sách Kylenwood theo yêu cầu này. Chiếc túi này thường thì chúng ta sử dụng để mà đi công việc, đi du lịch sách cũng được, đi công tác sách, và đặc biệt là khi đi đánh golf mình sẽ cầm theo để mình đựng một ngăn để đựng vật dụng cá nhân và một ngăn còn lại mình để đựng bóng. Những quả bóng sẽ được đặt vào trong này. Đây là phiên bản full da Togo, da Betogo mềm mại, cầm rất sướng tay và rửa rất êm tay. Tất nhiên sẽ có phiên bản full da Togo nhưng mix với quay cầm là da cá, và những chỗ phần bọc khóa vân tay là da cá, và chỗ những chỗ điểm nhấn là da cá. Đây là một chiếc túi full da Togo nhưng ở trên phần tay cầm này là mix với da cá. Đây là một chiếc túi Kylenwood cũng là da Betogo nhưng phiên bản này là phiên bản một ngăn chính bự rộng bên trong. Phiên bản này cũng mix giữa da B và da cá trên phần quay cầm ngay điểm nhấn này và ngay cả phần dây kéo ở của cái ngăn ngoài. Khác biệt công năng sử dụng của hai chiếc túi Kylenwood này đó chính là một ngăn kéo chính dùng một ngăn rộng bự bên trong và một chiếc túi là hai ngăn kéo chính để chia làm hai ngăn. Bên trong là full da switch, một ngăn rất là to rộng, và hai bên sẽ có hai ngăn phụ, một ngăn phụ là không có dây kéo, và ngoài mặt ngăn phụ không có dây kéo sẽ có những ngăn nhỏ đựng những cái tẻ. Và tất nhiên cũng sẽ có phiên bản full da cá từ tất cả mặt ngoài, bất kể chỗ nào mặt ngoài đều là da full cá, và bên trong là full da switch B. Tất cả da, cho dù là da B hay là da cá, đều được kỳ lăng nhập tại công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới. Và những công ty chuyên thuộc da này chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả các hãng thương hiệu đồ da thời trang nổi tiếng xa xỉ bậc nhất trên thế giới hiện nay. Khi quý khách có nhu cầu sở hữu về những chiếc túi Kylenwood như thế này hoặc là bất kỳ mẫu túi da handmade thời trang nào theo yêu cầu cá nhân hóa, phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc theo đúng công năng sử dụng của chúng ta, kỳ lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng kỳ lăng. Và Kỳ Lăng kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.